Đại dương là mái nhà của một số loài động vật độc đáo trên thế giới và cả mạng Internet nữa. Đúng vậy đấy. Sâu trong các dòng hải lưu mạnh mẽ và sức ép khủng khiếp của nước là những sợi cáp khổng lồ kéo dài từ lục địa này sang lục địa khác, nằm trên đáy biển. Một nhóm các hệ thống được kết nối với nhau để tạo thành một mạng lưới rộng khắp chính là Internet. Những thiết bị được kết nối Internet có thể gửi dữ liệu đến các thiết bị khác. Hãy hình dung về Internet với nhiều hình ảnh, nhiều người đang ngồi cùng nhau và luôn nói về những điều mới mẻ có thể lưu lại hay sử dụng. Bạn không thể xem video này nếu không có Internet đâu. Mọi chuyện bắt đầu vào năm 1969, khi một tổ chức tên là ARPANET tung ra các chức năng cơ bản đầu tiên tương tự như Internet bằng cách kết nối 4 máy tính tại 4 trường đại học khác nhau ở Mỹ. Những người sử dụng các máy tính đó có thể gửi thông tin và truy cập những tập tin nội bộ cũng như dữ liệu của 4 trường đại học đó. Trong những năm 90, Internet bắt đầu hình thành với sự ra đời của World Wide Web hay là WWW. Nhưng cũng thật buồn cười khi chúng ta không còn gõ từ này khi tìm kiếm thứ gì đó bằng công cụ tìm kiếm nữa. Nó mở đường cho các trang web cung cấp nhiều thông tin hơn bao giờ hết. Và sau đó vào đầu những năm 2000, băng thông ra đời. Nếu không chứng kiến những thời điểm đó thì đây hẳn là âm thanh mà bạn thường được nghe. Nó chẳng hề dễ chịu, nhưng vẫn là cách nhanh nhất để lên mạng của thế hệ Millennial. Sau đó, các trường đại học lớn khác trên khắp nước Mỹ đã tiếp tục phát triển sáng chế đột phá này và cuối cùng nó được đổi tên thành Internet. Đúng thế, chẳng tòa nhà nào có tên Internet với hàng ngàn nhân viên đang hỗ trợ chúng ta truy cập mạng đâu. Thay vào đó, Internet chỉ là sự phân phối các hệ thống mạng dựa trên một nỗ lực chung đến từ nhiều nguồn và máy móc để tạo thành một mạng lưới rộng lớn. Sự khác biệt giữa máy tính và mạng Internet đó là máy tính cần tất cả các phần cứng để hoạt động. Còn Internet phụ thuộc vào các mạng mà không nhất thiết phải liên tục sẵn sàng để hoạt động. Vì vậy, dù máy chủ ở một quốc gia nào đó gặp sự cố thì điều đó cũng không có nghĩa là nó sẽ mang tới tác động xấu đến mạng lưới toàn cầu. Một số trang web có thể bị ảnh hưởng, nhưng nếu ở cách đó nửa vòng trái đất thì bạn sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Các trung tâm dữ liệu chứa rất nhiều thông tin, chẳng hạn như video mà bạn đang xem ở đây và truyền thông tin lên các vệ tinh quay quanh trái đất. Các trung tâm dữ liệu lưu trữ nội dung tại một thứ được gọi là SSD. Còn SSD thì nằm trong một thiết bị phần cứng lớn được gọi là máy chủ. Sau đó, trung tâm dữ liệu sẽ lấy dữ liệu rồi chuyển nó đến thiết bị mà bạn đang sử dụng để xem video. Nhưng phương thức này không hiệu quả và khiến tốc độ xử lý chậm đi rất nhiều. Vì vậy, mạng Internet được kết nối bằng những sợi cáp vật lý có thể tiếp cận mọi nơi. Các lục địa đang được kết nối bởi gần 1.200.000 km dây cáp. Nhiều công ty đã ném tiền vào các dự án cáp dưới nước để việc truyền tải dữ liệu được mạnh mẽ hơn. Hệ thống cáp quang giống như mạng lưới đường cao tốc phức tạp có nhiệm vụ kết nối các thành phố và thị trấn. Dây cáp là các cụm rất lớn gồm những sợi thủy tinh nhỏ nằm cạnh nhau. Những người đứng sau những sợi cáp này dành ít nhất một năm để lập kế hoạch và lên cấu trúc cho đường cao tốc dây cáp này. Các dây được bọc bằng vỏ đồng để giữ lại và khai thác điện giúp chuyển dữ liệu qua. Sau đó họ phủ nhựa, thép và hắc in lên dây để giúp dây cáp cứng cáp nhằm chống chọi lại các điều kiện dưới đại dương. Chúng đủ chắc chắn để chống lại đá lở, những dòng hải lưu mạnh, động đất và tất cả những yếu tố có thể phá hủy chúng. Và chúng cũng đủ chắc chắn để hoạt động trong vòng 25 năm. Hiện cáp đã được hoàn thành, đến lúc đưa nó ra biển rồi. Người ta dùng một con tàu lớn để vận chuyển dây cáp. Họ đã tính toán để thả vừa đủ số lượng, sao cho hoạt động này không tác động tiêu cực đến môi trường và không làm dây bị hỏng. Mặc dù ngày nay chúng ta sử dụng Wi-Fi để kết nối Internet, nhưng bạn vẫn phải dùng cáp vật lý để kết nối với nhà mạng bằng một phần mềm đặc biệt để truy cập Internet. Đầu tiên, bạn cần một bộ định tuyến. Thứ này giống như một đơn vị kiểm soát giúp đảm bảo lưu lượng truy cập Internet đến đúng mạng. Nếu bạn đang ngồi ở một nhà hàng, thì rất có thể bạn sẽ kết nối với bộ định tuyến của nhà hàng. Dữ liệu được truyền đi dưới dạng một thứ giống tin nhắn qua bộ định tuyến bất cứ khi nào bạn truy cập Internet. Trước khi được truyền đi, dữ liệu được chia thành các phần nhỏ, gọi là gói tin. Trước khi trở thành tin nhắn, gói tin header hay gói hướng dẫn được nhả ra để thiết bị biết phải làm gì với dữ liệu. Chúng giống như những quyển sách hướng dẫn khi bạn mua đồ nội thất hoặc thứ gì đó cần lắp ráp vậy. Khi các gói tin đến đích, chúng sẽ ráp lại với nhau và trở thành dữ liệu được chuyển đi lúc đầu. Thỉnh thoảng bạn không thể vận chuyển một món hàng có kích thước lớn chỉ trong một lần gửi. Vì vậy, nhà máy sẽ tháo rời món hàng ấy và gửi nó đi bằng xe tải hoặc tàu thủy. Và khi đến nơi, họ sẽ lắp ráp nó về hình dáng như ban đầu. Trong khi quá trình kể trên mất đến hàng tháng để hoàn thành, thì việc truyền dữ liệu qua cáp quang chỉ mất vài giây, tùy thuộc vào dự án.
Mặc dù những điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng chúng ta vẫn cần tìm hiểu về giao thức. Giao thức giống như các hệ thống hoặc quy tắc giao tiếp khi hai hoặc nhiều thứ kết nối. Khi đi phỏng vấn xin việc, bạn không thể thoải mái gọi tên trưởng phòng tuyển dụng và ngồi xuống một cách thô lỗ. Thay vào đó, bạn phải chuyên nghiệp và cư xử chuẩn mực trong việc giao tiếp khi tham gia một cuộc phỏng vấn. Máy tính và Internet có các giao thức mà chúng tuân theo để dễ dàng truyền dữ liệu. Bây giờ bạn đã có Internet, bạn sẵn sàng để lướt web một cách dễ dàng rồi. Mỗi thiết bị được chỉ định một địa chỉ IP duy nhất để kết nối với Internet. IP là viết tắt của từ giao thức Internet và nó hoạt động như một địa chỉ nhà dành cho thiết bị khi bạn truy cập Internet. Nếu đặt hàng giao về nhà, bạn phải cung cấp mọi thông tin ở phần địa chỉ, bắt đầu từ quốc gia, thành phố, thị xã, tòa nhà, tên đường, số tầng. Nhà mạng cũng sẽ cấp cho bạn một địa chỉ IP trên tất cả những thiết bị mà bạn dùng để kết nối với Internet. Địa chỉ IP không phải là một bí mật mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy nó trong mục cài đặt của thiết bị. Ngay cả các trang web được lưu trữ trong trung tâm dữ liệu cũng có địa chỉ IP. Chỉ khác là chúng được đặt những cái tên chẳng hạn như youtube.com để mọi người dễ ghi nhớ thay vì một dãy số. Bạn đang ngồi trước laptop và gõ tên trang web bạn muốn truy cập. Bạn đang yêu cầu một DNS hoặc hệ thống phân giải tên miền lọc tên của trang web và cung cấp địa chỉ IP của nó. Trình duyệt của bạn sẽ chuyển tiếp địa chỉ IP đó đến máy chủ bên trong trung tâm dữ liệu. Khi nhận được sự đồng ý từ các máy chủ, nó sẽ chuyển dữ liệu qua các khoang. Dữ liệu sẽ trải qua một cuộc phiêu lưu khó nhằn khi phải di chuyển trên những địa hình gồ ghề như đồi núi và đại dương. Cuối cùng, dữ liệu đến được thành phố của bạn thông qua các dây cáp có liên kết với nhau, rồi sau đó là bộ định tuyến. Nếu bạn đang sử dụng dữ liệu di động, dữ liệu đó sẽ được chuyển đến một tháp di động. Tháp này có thể phát ra sóng điện từ. Nghe có vẻ mất thời gian, nhưng quá trình này chỉ kéo dài vài mili giây. Bên cạnh một mạng lưới cáp rộng lớn và những cái tên phức tạp, thì Internet được cấu trúc và tổ chức tốt. Bạn thậm chí có thể xem nó là một thế giới kỹ thuật số mini với các quy tắc và hướng dẫn để hoạt động. Với rất nhiều cáp có nhiệm vụ như đường cao tốc, dữ liệu sẽ truyền từ thiết bị này sang thiết bị khác rồi gõ cửa địa chỉ IP để truy cập. Như chúng ta đã nói ở trên, DNS giống như một danh bạ. Nó xem tên bạn nhập gì rồi tìm địa chỉ IP tương ứng. Máy tính không thể đọc các chữ cái như chúng ta. Thay vào đó, nó xem chữ cái như một dãy số. Internet đã đi được một chặng đường rất xa kể từ lúc ra đời. Người ta ước tính có khoảng 500 tỷ thiết bị với 7,5 tỷ người dùng sẽ được kết nối với Internet vào năm 2030. Thế giới kỹ thuật số sẽ gắn liền với thế giới thực tại trong tương lai. Sẽ không còn bất kỳ bàn phím, chuột máy tính hay màn hình nữa. Thế giới ảo sẽ rất giống thật nên việc phân biệt sự khác nhau giữa chúng là cực kỳ khó. Mọi người sẽ đeo kính thực tế tăng cường. Chiếc kính này sẽ hiển thị tất cả thông tin họ cần. Khi đeo kính, bạn sẽ thấy thông tin xuất hiện lơ lửng khi bạn di chuyển. Bạn sẽ không phải cúi đầu để nhìn điện thoại khi đi bộ đến nơi làm việc nữa. Internet cũng có thể được tải xuống đầu của chúng ta để không phải tìm kiếm bất kỳ thông tin nào. Nó sẽ trở nên rất cần thiết đối với chúng ta, y như nước và điện vậy.